Đây là máy vặt lông, giới thiệu với anh em, đây là máy vặt lông chim sẻ, chim cút, cò, chuột, rửa lạc. Máy vặt lông nha anh em. Chiều ngang của nó là mấy? Chiều ngang của nó là 50. Cái loại máy máy 8 cân đấy, máy 8 ký ấy. Đây, bật cho anh em xem là máy vặt lông chim cút, chim cò ma, cò lửa, cò trắng, chuột, chim sẻ ta, chim sẻ đồng. Giá có một cái máy này là mấy đó mày, giá mấy á? 1.700.000 đã bao ship anh em nhá. Anh em nào đặt nhiều thì còn có 200.000 cái thôi. Xưởng sản xuất máy vật lông Minh Nghĩa nhá. Tôi ra rất nhiều loại máy vặt lông. Máy rất chất lượng anh em. Vặt chim én nha. Chim én, chim sẻ. Anh em đặt hàng thì cứ liên hệ trước 2 ngày. Khoảng tầm 3 ngày là có máy anh em nha. Máy chất lượng anh em nha. Này chưa có hàng để test. Này hết mùa chim thì chưa có chim để test cho anh em xem. Hôm nào đi đánh sỉa để đánh được sỉa là test là cho anh em đăng video mới cho anh em xem. Máy đảm bảo em bao bảo hành cả đời cho anh em nhá. Bảo hành đến lúc nào hỏng thì thôi. Anh em nhận hàng mà kiểm tra hàng cảm thấy không ok thì cho quay đầu về. Nhưng mà hàng đảm bảo với anh em là 100% chất lượng, đảm bảo ok về là sử dụng. Về là sử dụng ok luôn. Rồi, chào anh em nhá. Có gì anh em liên hệ số điện thoại đặt hàng hoặc liên hệ qua Zalo nhá. Zalo số điện thoại trên màn hình nhá.